mình để chuẩn bị rất thuyền nhá. Đây là hồng này, đây là xanh này. Đầu tiên này, con gấp đôi tờ giấy làm như vậy, cho hai cái nét bằng nhau nhé. Chào tất cả mọi người cùng mình làm theo nhé. Thổi đi, thổi đi, đừng gọi thay nữa. Ra biển rồi. Thế này thì lại chỉ trong một lúc thôi.